con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng dám lòng muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Maria cho dậy khỏi giường và nói với Hosanna rằng: Này em, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin của Đức Chúa chúng ta, để Ngài đã thương ban cho chúng ta được an lành. Nàng trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dẫn lời cầu nguyện thế này: Lạy Chúa của Cha ông chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên an giang và ban anh và cho ông là người trở đá đất người. Từ hai ông bà mà sinh ra loài người, Chúa đã nói rằng: Con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm cho nó một chỗ đá tương xứng với nó. Bởi theo nó. Amen, amen. Đó là lời Chúa. Oh.
huấn lệnh của Thầy truyền cho các con và các con hãy yêu mến nhau. Yêu mến không theo kiểu thế gian, mà là yêu như Thầy đã yêu các con. Người Việt Nam chúng ta thì ca ngợi về tình yêu bằng muôn vàn hình thái với nguồn văn vẻ khác nhau. Yêu nhau mấy núi cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng kể đường xa, rồi yêu nhau dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa. Người ta chỉ ca ngợi sức mạnh của tình yêu nam nữ với tình yêu đôi lứa mà thôi. Còn thì cha cũng đã tham dự rất nhiều lễ thành hôn, lễ thành hôn của con cháu, của bạn bè, của giáo xứ. Đám cưới nào thì cũng tổ chức hoành tráng. Rồi có lẽ cô dâu chú rể chẳng ai lại buồn trong ngày cưới cả. Cô dâu chú rể dù có lo lắng bận rộn chăm bề thì ngày cưới vẫn rạng rỡ trong những bộ quần áo đẹp đẽ, rồi hoa với những lời chúc, những món quà thật thân thương, đứng trong yêu thương. Và niềm vui của cô dâu chú rể cũng làm cho những người xung quanh vui lây mỗi khi có lễ cưới hay tổ chức ngày cưới. Và cha cũng vậy, cha có mặt trong lễ cưới thì bao giờ cũng chúc cho đôi bạn mãi mãi hạnh phúc trong từng giây từng phút của cuộc đời. Nhưng không phải là tất cả ai cũng hạnh phúc. Nhiều khi có những đôi bạn chỉ vài năm sau, rồi có những đôi bạn 5-7 tháng sau đã xuất hiện những rạn nứt nho nhỏ làm cho gia đình phải tình yêu bị suy giảm. Rồi có những gia đình 5-6 năm sau thì lục đục cãi vã, chán tình yêu của họ không có nền tảng. Tình yêu muốn có nền tảng thì phải đặt nơi tình yêu của Chúa. Như cha yêu mến Thầy và tuân giữ lời thì các con cũng phải yêu mến Thầy và tuân giữ lối văn của Thầy. Và Thiên Chúa chính là cội nguồn của tình yêu. Như Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Có ai trong chúng ta dám tuyên xưng mình là nền tảng của tình yêu không? Duy nhất một mình Thiên Chúa mà thôi. Bởi vậy, muốn có hạnh phúc không có cách nào khác là phải có tình yêu Thiên Chúa trong lòng. Một tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đó là tình yêu hy sinh, một tình yêu tha thứ, một tình yêu nhân nhượng, một tình yêu nhân hậu, một tình yêu hiền hòa, một tình yêu tin tưởng, tình yêu chịu đựng. Trước chính Chúa Giêsu xuống trần là người, Ngài dạy chúng ta bài học tình yêu. Chúa đã yêu mỗi người chúng ta, yêu đến chấp nhận mặc lấy thân phận yếu hèn, đau khổ của nhân loại, yêu đến chết trên thập giá. Chúa đã của nhân loại học yêu theo Chúa. Chúng ta không mến Chúa và yêu anh chị em theo như cách yêu của con người nữa, nhưng chúng ta yêu mến Chúa và yêu anh chị em, rồi vợ chồng yêu nhau như Chúa Giêsu đã yêu, đó thương nhau và còn hơn thế nữa, yêu như Chúa đã dạy. Luật mến Chúa và yêu người xem ra rất đơn giản và dễ dàng, nhưng thực hành thì không hề dễ. Thách đố những thăng trầm của cuộc sống trải dài suốt cả một đời người. Tuy nhiên, điều không thể đối với chúng ta thì lại là điều có thể đối với Chúa. Và Chúa sẽ giúp cho các bạn, Chúa sẽ giúp cho các gia đình bằng nguồn âm thánh của Ngài xuyên qua bí tích hồn hồi. Chúa đã yêu, yêu như Chúa đã yêu là can đảm hy sinh tất cả cho người mình yêu. Cho dù nhiều khi mình nghĩ rằng người ấy không xứng đáng, nếu vì Chúa thì vợ vẫn vui vẻ nấu cơm, chăm sóc cho chồng. Thật là tuyệt vời. Nếu vì Chúa, người chồng vui vẻ chở vợ đi chợ,
làm vợ của anh, hay em sẽ nhận anh làm chồng của em và hứa lòng chung thủy với anh hay với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Tiếng của anh gáy ru cho em vào giấc ngủ thần tiên, nhưng khi lớn tuổi rồi tiếng gáy sao mà khó ngủ thế, cũng tiếng gáy ấy lại làm cho bực bội không chịu nổi. Có ai dám tự xưng mình là hoàn hảo không lầm lỗi? Ai cho các ông sạch tội hãy ném đá người này đi. Chúa Giêsu đã nói, hay nói một cách ngược lại là không ai sạch tội đâu. Chính chúng ta cũng có những sai phạm, có khi này khi kia làm khổ nhau, vợ làm khổ chồng, chồng làm khổ vợ. Chúng ta cũng mong được tha thứ. Chính Chúa cũng đã tự đã tha thứ cho chúng ta cả trăm ngàn lần. Thì Chúa bảo vợ chồng yêu như Chúa thì cũng phải tha thứ cho nhau. Có nhiều người lúc nào cũng lên giọng gia trưởng la hét, rồi có những chị thì than trách chồng mình, nhiều khi chỉ vì những chuyện không đâu, chỉ vì mỗi con chuyện chui từ trong buồng ra. Người thì cãi là ở gần tủ lạnh, người thì bảo ở trong buồng trong, thế rồi lại cũng cãi nhau. Có những người nói chuyện với vợ thì như rùi đục hay như giã cua nấu canh, thế mà ra ngoài xã hội thì lại ngọt ngào nói chuyện với người khác cả nửa giờ. Cũng thế, có những bà vợ nói chuyện với chồng thì cứ như là tai điếc, mà nói chuyện với những người bạn bè thì lại nói chuyện cả nửa tiếng ngọt ngào. Thế thì làm sao gia đình êm ấm được? Hãy nhớ lại lúc ngày xưa, lúc mới nhau, lúc vừa mới quen nhau, sao mà hòa hợp thế? Hợp từ lời ăn tiếng nói, cái gì cũng hợp, hợp từ đầu đến chân. Bây giờ cao niên rồi thì vợ chồng lại khắc khẩu, chẳng qua là chưa có hiền hòa và quảng đại. Ta cố gắng làm việc cho xong mà quên đi sự hiện diện của người yêu bên cạnh đang cần những lời an ủi. Nhưng chăm sóc nhưng lại lăng nhăng, nên ông chở bà đi bệnh viện, chở đi lưng chừng đường, vứt bà từ lưng đỉnh đồi lăn xuống dưới. Thế nhưng mà rồi cứ những trường hợp ấy thì để cho con cái mạnh khỏe hơn trở đi cũng được. Thế nhưng không, ông không quan tâm mà lại không tin tưởng vợ, cho nên đẩy vợ vào những hoàn cảnh khổ sở. Yêu như Chúa yêu là phải tôn trọng người bạn đời, bàn ý kiến của nhau. Với những công việc quan trọng thì phải bàn bạc để đi đến những quyết định thật sáng suốt. Rồi yêu như Chúa yêu thì không làm phiền nhau. Mà trong khi đó, ăn thì lại đòi ăn con mà lại lười, thật là xấu hổ. Rồi nhiều ông thì lại làm hết việc vợ, vợ chỉ có trang điểm, đi khoe cho đẹp bên ngoài nhưng nội tâm thì không có, thật là khốn nạn. Nếu mà muốn hạnh phúc, yêu như Chúa yêu thì phải biết thương nhau, không làm phiền nhau. Yêu như Chúa yêu là vén tay áo lên làm bất cứ việc gì, dù là nhu cầu nhỏ bé, dù là tầm thường, để giúp người chồng của mình, để giúp vợ của mình. Có những anh chồng vì vợ gào thét khóc lóc khi đưa vợ hay chồng ra nghĩa trang thì chị ta khóc: sao anh bỏ em sướng thế, nào là em anh sống lại đi, không có với bạn bè mà chồng tao vừa xấu vừa lộ thế lọ thế kia, rồi dằn mặt đủ điều. Như vậy là không có sự cảm thông, thiếu sự chia sẻ. Yêu như Chúa yêu là không để trong đầu những oán thù, những ghen ghét, những ghen tương, bởi vì chúng ta chỉ làm khổ chính mình thôi. Chúng ta chỉ làm cho ta phải tức tối bực bội, không còn bình an, không còn vui vẻ. Các
bộ phận trong cơ thể bị xáo trộn, nếu như thiếu sự cảm thông, dễ sinh bệnh, mình không hạnh phúc thì làm sao người khác hạnh phúc được? Cuộc đời thì ngắn ngủi, mạnh giỏi chăng thì được 8-9 chục thôi, nên hãy xây dựng hạnh phúc chứ đừng làm khổ, đừng đào thêm thánh giá cho nhau, nhưng hãy tạo cho nhau những niềm vui. Đừng chờ hạnh phúc lớn đem đến cho chúng con, vì chẳng bao giờ có hạnh phúc lớn cả. Cho nhau những hạnh phúc nho nhỏ, và những hạnh phúc nho nhỏ được góp thành những hạnh phúc lớn. Những hạnh phúc con học nơi Chúa để yêu. Amen. Một sự ân tiên của Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô đang cầm tay qua chúc lành cho tình yêu phu phụ của các anh chị, và dùng quyết định đặc biệt và làm cho anh chị thêm phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đạt tính chất nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng quyết định thánh tẩy và thành biến anh chị. Bởi vậy, trước mặt tôi thánh tra hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Phêrô, Phạm Văn Dự và chị Maria Nguyễn Thị Hằng, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Anh chị có sẵn sàng yêu thương và có thể con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng ta ở Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giáo ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự tuân thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh và Phêrô xin anh em Maria và sản phẩm của anh và người dân sẽ giữ bản thân. Khi tìm vượt với những lúc gian nan, khi bệnh hoạn, những lúc đau thì ông thủy yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời này. Em là Maria Hằng, nhà em theo sự làm chồng của em và người sẽ giữ lòng chúc thủy với anh. Khi tìm vượt với những lúc gian nan, khi bệnh hoạn, những lúc đau yếu thì yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn đi sự ứng thuận anh chị vừa đọc bài trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuân độ phục lành của Ngài trên anh chị. Sự hiện diện Chúa nhất hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc mừng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhân này, và anh chị sắp trao cho nhau lòng cử chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Hội thánh là niềm tin yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cùng
con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng thank you.
Và kinh nghiệm chung thủy kết hợp với nhau, còn yêu thương đời sống quen quả
xin Chúa lên lòng yêu ai thanh thiện theo đời nhân mình Giêsu đã quan phòng thiên lập vì những người Chúa đã cho liên kết thành một cộng đoàn dân thanh thiên và đã vô dư bằng cùng một bánh và cùng một chén cùng người Chúa đã cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha đàn yêu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau để bình an của Đức Kitô ở cùng các con mà mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha mà con mà Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Con kính mời anh được là trọng kính cha xứ, kính thưa hai trang gia đình. Hôm nay là một ngày hồng phúc, ngày dấu ấn quan trọng của cháu Phêrô Dựng và Maria Hằng. Cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân bí tích hôn phối của Dựng và Hằng. Được Thiên Chúa chúc phúc để hai người bước vào một đời sống mới, hôn nhân và gia đình. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, con xin đại diện cho cha hai bên xin tri ân cha và các cha tấm lòng một vụ rất bận rộn mà cha vẫn yêu ái đến với giáo xứ và gia đình chúng con. Đặc biệt cha chủ sự thánh lễ và chia sẻ lời Chúa thật sâu sắc. Thực tế của một người tôi để Dựng và Hằng sống đã tạo điều kiện cho hai cháu được đón nhận hồng ân bí tích hôn phối. Chúc cho hai cháu bước vào đời sống gia đình thật hạnh phúc. Bình thường quý nhà hồng thân môi, hai cháu của chúng con được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự chỉ giáo hướng dẫn của quý vị. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn kính thưa quý bố, quý ban hành giáo xứ, hội nghèo, hội ca đoàn giáo xứ, các ban hành toàn thể trong cả ngoài giáo xứ, hai bên gia đình nội ngoại, quý khách, quý họ hàng thân tộc và bạn bè thân hữu đã đồng hành giúp đỡ và dâng thân thay thế cầu nguyện cho đôi thân hôn hôm nay. Xin chân thành cảm ơn trọng kính quý cha, quý nhà hồng thân vui, các châu sắc hai gia đình chúng con xin Chúa Kitô phục sinh thánh cả Giuse và mẹ Maria đổ tràn muôn ơn phúc trên quý cha và toàn thể quý vị. Để niềm vui được trọn vẹn, con xin kính mời quý cha, quý nhà hồng, quý ban hành giáo, các ban ngành đoàn thể, quý khách và quý vị về gia đình. Ông bà quản kinh dùng bữa tiệc thân mật cùng gia đình chúng con, gia đình có đôi lời được cảm ơn, con xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì ta thấy hôm nay rất là trẻ, bởi vì chúng ta và thần tượng với những hy sinh của các anh chị đã góp cho công việc để giữ lại chị Hằng cũng như chị và đây là chị là giáo viên là nhân viên rồi chúng ta rồi bên phía Việt Nam thì có bà quản Vinh là khóa thứ hai rồi người ta cho đến thứ năm thứ nhất là bà quản cũng có được rồi rồi chị Hằng cũng mới chỉ để cho các em chúng chi hôm nay đi cùng dự lễ với
viên của mình. Quý ông chúng chia một trong hai chúng tôi. Xin thông báo là cuối tuần này. Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hoa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con, Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hoa tiếng ca. Con cũng đại diện cho bên họ đàn trai xin cảm ơn bên họ gái đã tổ chức ngày vui văn nghệ cho hai em, rồi cho toàn thể bạn bè. Đây con xin đại diện xin cảm ơn họ đàn gái đã dành hết mọi sự ân cần tiếp đón của họ gái, xin mời toàn thể anh em bạn bè của hai em xin về họ trai để có chương trình ca nhạc đến sáng người ta mới thích đâu nha. Xin mời chúng ta cùng vào bóng đèn tất cả những điểm phúc
cho tình yêu đắm say. Trái tim ơi, từ đây mình có đôi. Trái tim ơi, từ đây thôi lẻ loi. Tay trong tay bên nhau, cuộc sống sống có khôn khó. Tay trong tay bên nhau, khi trái tim biết yêu. Trái tim ơi, từ đây mình có đôi. Trái tim ơi, từ đây thôi lẻ loi. Yeah.
và nàng dâu. Xin kính mời sự diện của tất cả quý vị đại biểu khách quý và tiếp đàn sự diện của các cụ các ông các bà, các bậc cha bác trong đoàn đại biểu ba bà của gia đình nhà trai. Xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với giữa hàng bàn ghế phía giữa của trung tâm vòng cưới gia đình, hân hạnh cho gia đình chúng tôi được đón tiếp. Và bây giờ ông trưởng đoàn, ông phó đoàn sẽ ổn định phái đoàn đại biểu cao cả kiểm tra lại với tấm ghế kim cương đâu để rồi đúng 10 giờ nè 5 phút đó là giờ đẹp nhất trong ngày hôm nay mà phái đình chúng tôi đã chọn để phái đoàn đại biểu cao cả của gia đình sẽ chính thức xuất phát lên đường đi đón cô dâu. Vâng, chào đón cô dâu buổi trưa ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của hai bác trưởng ngọc. Xin kính mời cậu vợ Trung Thảo, xin kính mời ông trưởng đoàn, xin mời ông phó nến, xin kính mời ông bà cố cụ, xin kính mời ông bà cố cồn, xin mời hai bác tấn, hai bác liệt, cô chú sắc, cô chú tinh, cậu mợ phong, chú dị đình, cô chú trúc, cô chú cố an, chú thím hiến, xin kính mời chú thím hiện, bác trùng tường, bác trùng tạo, bác bảo, bác trường tốn, bác trường rụ, bác quản rô, xin mời hai bác tường, hai bác cố khường, bố mẹ phòng, hai bác phán, hai bác sơn, chú dì cầm theo, bác trùng khiêm, hai bác triệu, hai bác bằng, hai bác phi lan, bác cúc, anh chị bút, anh chị cường mi, anh chị Việt, anh Miện, em Việt Thơm, em Chính, em Hương cùng thân mời tới tất cả các anh chị em trong gia đình, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ đại diện cho chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, giờ này trân trọng được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mà trở vào với những dãy hàng bàn ghế trân trọng nhất mà gia đình chúng tôi đã bố trí để hân hạnh được mời trà, mời thuốc và để ông trưởng đoàn một lần nữa sẽ ổn định phái đoàn đại biểu cao cả của gia đình và đại diện cao cả cho gia đình sẽ có đôi lời phát biểu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn ban tổ chức. Kính thưa các cụ, ông, các bà, các cô dì, chú bác, toàn thể anh em ở trong ngõ hội nhà trai chúng ta, giờ tốt đẹp trong ngõ hội nhà trai ta đi dẫn đầu về kính mời các cụ, các ông, các bà về đây là uống nước. Bây giờ là đúng giờ rồi. Mọi người nào có những danh sách để ta nhanh chóng. Anh ơi Đô Thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tim một con đường trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây người hướng còn em là trăng là vương, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung với kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đương bách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Anh ơi Đô
đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây mười hướng, còn em là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về đi trên khắp quê hương, xem quê ta nhiều buồn đau, tiếng hát bay cao, cùng bên nhau trước nắng tối cao. Thương yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời, rồi mai đây kiếp sớm cơ đôi đời buồn vui mãi mãi. Tôi xin cảm ơn và cảm ơn quý vị, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn rất nhiều. Quý vị, các chị, các bạn đừng quên dự với buổi lễ sinh thôi của em Trung Thu trong buổi trưa nay. Chúc các ban tổ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện các mặt hôm nay được chúc mừng buổi lễ của em Trung Thu trong buổi trưa hôm nay. Cảm ơn tất cả, cảm ơn quý vị, các anh chị cũng như là các bạn đã về dự và dành cho gia đình và dành cho hạnh phúc tình yêu của em chúng tôi. Và thưa quý vị, có thể rằng rất nhiều những trình hôn lễ của các đôi tân hôn sẽ không thể thiếu được những lời ca tiếng hát chúc mừng cho các đôi tân hôn trong ngày vui hạnh phúc. Và hôm nay đây, để bắt đầu với ngày trọng đại của em thôi trong buổi lễ chưa dâu, anh em bạn tôi xin được trân trọng đến với quý vị những thông điệp được mang tựa đề Đám cưới về trên làng quê. Xin được kính mời. Trên làng quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sẵn pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong vang tiếng hát chúc mừng đôi tình nhớ bên nhau cho tới ngày bạc đầu. Tối kia thăm mãi bên gian trời đôi đứa chung nhịp gia đình họ ngài chúng tôi để giờ chúc mừng cho gia đình và chúc phúc cho ngày trọng đại nhất của em chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, thật đúng là với những lời ca tiếng hát rất chân tình, chúc cho hai bạn tấm tình trăm năm, và đối những lời ca đó làm chúng tôi liên tưởng những kỷ niệm của em chúng tôi trong một chặng đường công việc hai em chúng tôi đã gặp bỡ và đã quen nhau, rồi đã trao cho nhau những kính mời vị đại biểu của gia đình họ nhà trai sẽ lên trước sân khấu của gia đình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng các bậc cha bác trong hai họ và cùng các bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Hôm nay, ông bà ông quản huynh chúng tôi và ông bà ông cố mai có tổ chức một ngày đẹp là lễ thành hôn cho hai cháu. Kính thưa các quý vị, hai cháu đã được sinh ra và lớn lên đến tuổi trưởng thành, các cháu đã tìm hiểu, thương yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Bố mẹ và vun đắp cho các cháu trở thành một gia đình mới. Và hôm nay đây lại có sự hiện diện của hai họ để về làm lễ thành hôn và ngày hạnh phúc, mừng ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Tôi đại diện cho được họ nhà trai có một cơ trầu gọi là cơ trầu xin râu.
và xin kính biểu các cụ bên họ nhà gái để tiếp nhận cơ cháu này và để cho họ trai chúng tôi cũng được đón cháu dâu về tới hội hôn tại gia đình nhà ông bà ông Quản Vinh để sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Tôi xin hết. Xin được cảm ơn lời phát biểu. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đẹp nhẫn kia, sẽ kết tình đôi nữ thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây những bài ca rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh cho tình chúng ta. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Của dân cư và cả bậc cô rể cô dâu. Cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị và các bạn đang dành cho chương trình của gia đình chúng tôi. Mời chú rể cô dâu về vị trí để tiếp tục đón nhận chương trình của mình. Và... các ông bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên của hai cháu. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ một lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, tôi xin đại diện cho ông bà Quản Vinh trước hết xin hết lòng cảm ơn gia đình họ nhà gái đã tiếp đón và tạo điều kiện cho gia đình nhà trai chúng tôi tổ chức lễ phục quy cho hai cháu thật là tốt đẹp. Và giờ này cũng là giờ mà hai gia đình đã ấn định. Tôi xin đại diện cho bà Quản Vinh là gia đình họ trai xin có lời kính mời đoàn đại biểu gia đình nhà gái cùng với đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi trở về hôn trường của gia đình nhà trai để cùng tổ chức hôn lễ. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong, tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem. Cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng.
đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son này áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong này tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, rồi đầy mâm này bao đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi trọng kính mời sự hiện của một vị đại biểu đại diện cao cả của gia đình nhà trai, xin mời song thân của chú rể công dự cùng với công dự và Thanh Hằng, hai em sẽ cùng nắm tay nhau trở vào phòng khách trong nhà về trước bàn thờ Thiên Chúa, trước bàn thờ gia tiên để làm thủ tục thắp hương cầu nguyện tôn kính Thiên Chúa và kính nhớ gia tiên. Vâng, xin kính mời một vị đại biểu đại diện cao cả của gia đình và xin kính mời song thân của chú rể cùng với chàng rể và nàng dâu. Oh.
một người con, người cháu trở lên thành viên của gia đình và dòng tộc. Trước tôn nhan Thiên Chúa, trước bàn thờ kính nhớ tổ tiên ông bà, gia tộc chúng con xin trình diện đôi tân hôn này. Xin Chúa thương chúc lành, xin các bậc tổ tiên ông bà chứng giám, xin bà con hai họ và quý khách xa gần cùng hợp lời cầu nguyện đôi trẻ được sắt son hòa hợp trăm năm hạnh phúc. Xin mời hai cháu dâng hương trước bàn thờ Thiên Chúa. Xin mời hai cháu ngài dâng hương trước bàn thờ kính nhớ tổ tiên. Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúa Cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được lên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy. Anh em hãy thương yêu nhau như thầy đã yêu thương anh em. Đó là lời Chúa. Chúa là Cha của chúng con là cha mẹ, họ hàng, bạn hữu của đôi tân hôn. Xin dâng lên Cha những lời cầu xin tha thiết. Xin Cha thương ban muôn ơn lành cho hai người, để nên một gia đình hạnh phúc. Xin cho họ gắn bó trung thành yêu thương nhau mãi mãi. Xin cho họ ngọn đầu môi cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi được gửi tới tất cả quý vị đại biểu song thân quý khách hai dòng họ, sự hiện diện của toàn thể quý vị, quý chị và các bạn, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, quý chị và các bạn rất là kính mến, và thật là đúng rằng ánh trăng khuya cũng đã soi tỏ lũy tre làng để cho em được sánh hàng trao duyên. Vâng, các ngày hẹn ước cũng đã lên, nên tình nên nghĩa
Để rồi hai em đã lên duyên vợ chồng. Kính thưa quý vị rất là kính mến, và trải qua những năm tháng tìm hiểu, hai em đã trao cho nhau một tình yêu nồng nàn say đắm. Được sự nhất trí của đôi bên gia đình, hai dòng họ, được sự cho phép của chính quyền địa phương xã Giao Nhân đã đăng ký kết hôn. Đặc biệt rằng buổi tối ngày hôm qua, trên thánh đường uy nghi động đẩy của giáo xứ Ngưỡng Nhân, hai em cũng đã được cha xứ ban bi tích hôn phối. Để rồi hai em đã chính thức được lên duyên vợ chồng. Mọi miền quê hương của đất mẹ thân yêu, chúng ta sẽ cùng thông hưởng để mang đến một chương trình ca nhạc với chủ đề Hành trình kết nối những trái tim tình yêu. Và xin được trân trọng. Anh em như trời xanh yêu nắng về, đôi môi em như một bài ca lòng cháy. Anh yêu em không một lời gian dối, trái tim này xin hát tặng riêng em. Em là tia nắng giữa đời anh đêm đông lạnh về, em là hạt mưa đời má cho đã cây mùa hè, em là bài thơ hương nó ngọt. Anh yêu em không một lời gian dối, trái tim này xin hát tặng riêng em. Mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình nhạc hội để chúc mừng xuân mới cho hai em chúng tôi với ca khúc có tựa đề Khát vọng tình yêu. Đó là món quà trân trọng nhất và chúng ta bắt nhạc pháp tới để gửi tới để chúc mừng sinh mới cho em trong buổi trưa ngày hôm nay. Chào và chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì, chú bác, hai dòng họ của hai cháu, cháu Quang Dự và cháu Thu Hằng đã được Thiên Chúa an bài định liệu cho hai cháu đến với nhau một tình yêu cao cả, một tình yêu mà Thiên Chúa đã thiết lập ban tặng cho con người. Đã được Ủy ban Nhân dân xã Giao Nhân công nhận đăng ký kết hôn cho hai cháu. Hôm nay họ nhà gái chúng tôi rất vinh dự được dẫn cháu Hằng về đây cùng với quý họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Để rồi cháu Hằng chúng tôi thực sự từ đây là con dâu của ông bà, ông Quảng Vinh.
là cháu chắt của quý họ trai. Và cháu dự cũng thực sự là con rể của ông bà, ông Cố Mai, cũng như là cháu rể của họ gái chúng tôi. Kính thưa các cụ, các quý vị, cháu Hằng chúng tôi tuy rằng đã trưởng thành nhưng vẫn còn trẻ người, non dạ. Chúng tôi cũng mong được sự giúp đỡ đặc biệt của ông bà, ông Quản Vinh cũng như quý họ trai giúp đỡ hai cháu để rồi sống tốt đời, đẹp đạo, xứng danh là người Kitô hữu. Và tôi cũng đại diện cho họ gái chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, tơ duyên gắn lòng, sớm khuya có thiếp có chàng, dễ hiền dâu thảo, đẹp lòng mẹ cha, gia đình hạnh phúc thánh gia. Cô dì chú bác thật là mừng vui. Kính chúc các cụ, các quý vị cùng toàn thể hội hôn mạnh khỏe, bình an trong Chúa Kitô phục sinh. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất chân tình và tâm huyết của vị đại biểu đại diện cao cả cho gia đình nhà gái buổi trưa ngày hôm nay. Trọng kính các cụ cao tuổi, kính thưa các ông, các bà, cô dì, cậu mợ, cha chú bác thân, thân thương trong hai dòng họ và bạn bè nam nữ xa gần của hai cháu. Hôm nay là ngày mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Ông bà ông Quản Vinh chúng tôi xin được cháu dự, ông bà ông Cố Mai xin được cháu Hằng là họ gái. Hai cháu đã đến tuổi trưởng thành và được tự do tìm hiểu. Hai gia đình cũng như hai dòng họ vun trồng cho hai cháu. Hai cháu đã chu toàn bổn phận phép đạo luật đời. Vậy gia đình họ nhà trai chúng tôi có sửa một bữa tiệc thân thiện đón mời các quý vị trong hai dòng họ. Trước khi ngừng lời, tôi xin chúc toàn thể hội hôn mạnh khỏe, rồi chúc các cháu sống một cuộc đời hôn nhân đời hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu, những lời cảm ơn chân tình và tâm huyết của vị đại biểu đại diện cao cả của gia đình nhà trai buổi trưa ngày hôm nay. Hai ngôi sao trong ngày vui cưới đang được ra mắt tới tất cả quý vị. Và xin quý vị lùi tràng phó tay thật lớn, thật giòn, thật dài để chúc phúc cho hai em chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin thưa quý vị, và giây phút trọng đại trong cuộc đời của hai em cũng đang được ra mắt tới tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, và mang đến chúc mừng cho hai em của tôi trong lễ thành hôn buổi trưa ngày hôm nay. Hạnh phúc cho chàng rể và nàng dâu còn được đón nhận tất cả những món quà rất cao quý của quý vị đã mang đến để quý vị. Và thật là đúng rằng phong bì thì tím đỏ vàng xanh, mà gửi vào trong đó là lá cành của tương lai. Xin được cảm ơn sự diện cũng như món quà của các vị đại biểu đại diện cho ban giáo lý giáo sư tương nhân. Và tình cảm tiếp theo đó là sự hiện diện của bà ngoại có quà trao tặng cho hai cháu. Trân trọng kính mời bà ngoại lên trao quà cho hai cháu. Xin kính mời. Sau món quà của bà ngoại, xin được đón nhận tình cảm và món quà của cậu mợ Thảo. Xin được cảm ơn bà rất nhiều. Mặc dù món quà của cậu mợ Thảo, sau món quà của cậu mợ Thảo, xin được đón nhận tình cảm và món quà của cậu mợ Phong. Cảm ơn cậu mợ Thảo. Xin mời món quà và tình cảm của cậu mợ Phong. Sau món quà của cậu mợ Phong, xin mời món quà của chú dì Đình Cương. Xin cảm ơn.
Và món quà tiếp theo xin được chào đón tình cảm của chú dì. Xin được cảm ơn chú dì Đình Cương có quà trao tặng cho hai cháu. Và món quà tiếp theo sẽ được trân trọng đón nhận tình cảm của bố mẹ thiêng liêng. Xin được cảm ơn món quà của bố mẹ thiêng liêng. Và xin được trân trọng đón nhận tình cảm của em Thúy. Vâng, xin được trân trọng và đón nhận tình cảm thiêng liêng cao quý, đó là sự diện của bố mẹ chú rể có quà trao tặng cho hai con trong ngày vui tới hôm nay. Xin được kính mời bố mẹ của chú rể sẽ cùng lên trao quà cho hai con. Đó là một tình cảm rất tuyệt vời của những bậc làm cha làm mẹ trong ngày vui cưới của hai con. Xin được cảm ơn em Thúy. Làm cha làm mẹ đến ngày nuôi các con khôn lớn, các con đã trưởng thành để rồi xây dựng một gia đình mới. Bố mẹ thầm cầu nguyện và chúc cho hai con sẽ trăm năm hạnh phúc. Và giờ này người mẹ đang dang rộng vòng tay để rồi cùng trao cho hai con với tất cả những tấm chân tình của bố mẹ. Xin được cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Sau quà của bố mẹ, xin mời anh chị Hương Tuyết có quà trao tặng cho hai em. Xin mời món quà của anh chị Hương Tuyết. Sau món quà, xin mời món quà của em Doanh. Sau em Danh, xin mời em Nhung có quà tặng cho anh chị. Vâng, và nhà bệnh theo cái phim đang tiếp tục để ghi lại những hình ảnh tuyệt vời nhất trong ngày vui cưới của hai em chúng tôi. Cảm ơn món quà của em Danh. Xin mời em Nhung có quà trao tặng cho anh chị. Xin mời em quà. Trước xin mời món quà của em Hiền. Sau món quà của em Hiền xin được đón nhận tình cảm của em Hương. Nhìn đây, đừng nhìn đi đâu. Sau món quà của em Hương xin được đón nhận món quà của em Thái. Sau món quà của em Thái xin được đón nhận món quà của các bạn là hội bạn đại diện nhóm bảo vệ sự sống lòng Chúa xót thương tại miền Nam. Xin mời quý vị sẽ có quà trao tặng cho đôi bạn trẻ, đó là người hội viên của mình. Xin mời quý vị. Một trong những tình cảm rất là thân thương của quý vị đại diện cho nhóm bảo vệ sự sống lòng Chúa xót thương đang sinh sống công tác tại miền Nam. Chàng rể và dâu là những thành viên trong nhóm, và ngày hôm nay quý vị cũng dành những tình cảm để trở về chung vui với niềm vui của đôi bạn trẻ có quà để gửi tới tặng cho hai em của tôi. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Ban tổ chức được trân trọng thông báo quý vị nào còn có những món quà muốn đã gửi đến để tặng cho cô dâu và chú rể nữa mà chưa đăng ký với ban tổ chức, vậy xin mời quý vị cùng chuyển danh sách về với ban tổ chức chúng tôi. Xin cảm ơn. Tiếp được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của một vị đại biểu đại diện cao cả của gia đình sẽ lên là kính thưa các cụ, kính
thưa các bậc cha bác trong hai dòng họ và quý khách xa gần và bạn bè nam nữ của hai cháu. Hôm nay là ngày vui mừng nhất của hai cháu, cháu Dự và cháu Hằng. Cũng là ngày vui mừng của hai bên gia đình và hai dòng họ. Nhân linh cha và con và thánh thần Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha lỡ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Nhân linh cha và con và thánh thần Amen. Xin mời các cụ và các bậc cha bác, bạn bè, quý khách xa gần. Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm thúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Cúp leo lý của mẹ của anh, cúp leo lý thương của anh và của em. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Đại diện thay mặt cho họ nhà trai cũng như thay lời cho ông bà ông Quản Vinh, trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý ông quý bà, quý vị khách quý, quý bác chú dì cậu mợ và các bạn bè nam nữ đã bớt chút thời gian đường xá xa xôi về tại hôn trường họ nhà trai chúng tôi để dự buổi lễ thành hôn và chúc mừng cho hai cháu. Trong lúc tổ chức, họ nhà trai chúng tôi còn nhiều điều thiếu sót, xin quý cụ ông cụ bà, quý vị khách quý, quý cha bác chú dì cậu mợ và bạn bè thanh niên nam nữ
xin được lượng thứ cho gia đình họ nhà trai chúng tôi. Một lần nữa xin thay mặt gia đình họ nhà trai xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc sức khỏe đến tất cả quý của ông của bà, quý vị khách quý, cha chú bác, cha chú bác, chú dì cậu mợ và bạn bè nam nữ luôn mạnh khỏe và bình an trong Chúa Kitô phục sinh. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn các thầy phát biểu. Lời cảm ơn chân thành và tâm huyết của vị đại biểu đại diện các bà cho gia đình nhà trai. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong bà hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh để kết làm anh, rồi mình xin khóm thúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Vội vàng nụ hôn vội vàng nắng trôi qua.
chim uyên ương bay cao, bay tung tăng trong nắng hôm nào. Nghe quanh ta âm thanh tươi vui, nghe quanh ta bao tiếng chúc mời. Anh nâng ly trong tiếng thúc hối, em hân hoan em bối rối. Bông hoa